sáng nay đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bình dương đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo luật đấu thầu sửa đổi chủ trì hội nghị có bà nguyễn thị ngọc xuân phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bình dương cùng đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và địa phương Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng việc sửa đổi luật đấu thầu đã có hiệu lực từ năm 2013 là cần thiết, bởi thực tế qua 10 năm triển khai, một số nội dung quy định luật đấu thầu đã tồn tại nhiều vướng mắc và không sát với tình hình thực tiễn hiện nay, đang gây ra nhiều khó khăn cho việc triển khai các dự án đầu tư công, làm chậm tiến độ và gây lãng phí cho ngân sách nhà nước. Các đại biểu đánh giá cao nội dung của dự thảo luật đấu thầu lần này, gồm có 10 chương 99 điều đã sửa đổi bổ sung nhiều nội dung mới, góp phần tháo gỡ các khó khăn và vướng mắc trong quá trình đầu tư công, nhằm đưa luật đi vào cuộc sống, đảm bảo sự công bằng, minh bạch, thống nhất và thuận tiện trong hoạt động đấu thầu. Trong đó, các đại biểu đã tập trung góp ý cho một số vấn đề còn nhiều ý kiến như về đối tượng áp dụng, cấm chuyển nhượng thầu, kiểm soát đấu thầu, đấu thầu qua mạng, chỉ định thầu, hạn mức chỉ định thầu trong một số trường hợp đặc biệt, dịch vụ tư vấn và trách nhiệm của các bên.